bắt đầu lên sóng NTV từ tháng 2 năm 2014. Tuổi Thần Tiên, một sân chơi lý thú cho các bé tuổi mầm non, nơi bé thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn, sự ngộ nghĩ, khỏe khoắn, đáng yêu. Tuổi Thần Tiên số đầu tiên của tháng 6 này có gì đặc biệt? Tất cả rực được màu của cờ đỏ sao vàng, của màu xanh áo lính, một không khí của lòng yêu nước, yêu biển đảo, yêu chiến sĩ hải quân của các bé trường mầm non Trường Thi. Hãy đón xem các bé hướng về biển đảo quê hương trong chương trình Tuổi Thần Tiên phát sóng lúc 11 giờ và 17 giờ 30 Chủ nhật ngày 15 tháng 6 năm 2014, phát lại cùng giờ vào thứ Tư ngày 18 tháng 6. Và chương trình có trên trang media của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ở địa chỉ www.truyenhinhnghean.vn.